chào quý khán giả đang đến với bản tin buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trước tiên mời quý khán giả cùng theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh đáng chú ý sau. Từ ngày 15 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính tại một số sở ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Gần 15 tỷ đồng để nâng cấp trung tâm y tế quân dân y Tây Ninh. Chương trình nâng bước em đến trường đến với các em học sinh dân tộc Khmer, huyện Tân Châu. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý khán giả, nhằm nâng cao tần suất sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo đạt yêu cầu theo quy định. Từ ngày 15 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính tại một số sở ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành rà soát số lượng thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị đang triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 qua mạng xã hội Zalo 4 tại chỗ và thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích của các sở ban ngành tỉnh tại 3 cấp chính quyền. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị và địa phương xác định nhiệm vụ chỉ đạo nâng cao tần suất sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để người dân và doanh nghiệp thuận lợi khai thác, sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, dịch vụ bưu chính công ích. Nâng cấp sân, đường bê tông nhựa nóng, mua sắm trang thiết bị y tế, sinh hoạt tạm việc của Trung tâm Y tế Quân dân y tỉnh Tây Ninh là một trong 4 dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chấp thuận bổ sung vào dự án đầu tư công nhóm C của tỉnh. Dự án này do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Các hạng mục công trình được cải tạo, sửa chữa bao gồm khu phòng khám, khối 8 buồng bệnh, khối nhà ăn, hệ thống xử lý nước sạch, tháp nước, sửa chữa sân nền bê tông nhựa, mua sắm trang thiết bị y tế. Tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Trịnh Ngọc Phương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh đã báo cáo kết quả thẩm định sự cần thiết của dự án. Cơ sở vật chất của Trung tâm Y tế Quân dân y tỉnh Tây Ninh hiện đã xuống cấp, các trang thiết bị y tế cần thiết phải bổ sung và thay mới để đáp ứng yêu cầu làm việc, khám chữa bệnh của đơn vị. Dự án được chuẩn bị đầu tư trong năm 2020, khởi công và hoàn thành trong năm 2021-2022. Dự án nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng Ba với khu vực quy hoạch thuộc một phần xã Tân Hưng và Tân Phú, huyện Tân Châu với quy mô 216 ha. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 dự án nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng Ba, tỉnh Tây Ninh. Theo quyết định phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tại khu đất lắp tấm pin năng lượng mặt trời, quy hoạch các lô đất bố trí các tấm pin năng lượng mặt trời theo dạng hình bàn cờ, mật độ xây dựng tối đa 95%, có các khoảng hở kỹ thuật, chọn công nghệ pin năng lượng mặt trời lắp cố định theo góc nghiêng có nhu cầu sử dụng đất thấp nhất. Các tấm pin năng lượng mặt trời phải lắp đặt theo hướng thu được bức xạ mặt trời nhiều nhất để chuyển đổi thành điện năng với công suất tối ưu, hướng vuông góc với tia bức xạ mặt trời. Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng Ba xây dựng trên khu vực bán ngập phải có khung dàn đỡ cho tấm pin năng lượng mặt trời cố định trên các cột móng bê tông ly tâm chôn sâu trong đất. Khoảng cách lắp đặt giữa các hàng với nhau phải đảm bảo hàng trước không che bóng hàng sau và có khoảng hở kỹ thuật. Chọn tấm pin năng lượng mặt trời có công suất lớn nhất và diện tích lắp đặt nhỏ nhất. Nhà máy bố trí các trạm, inverter và máy biến áp nâng 22 trên 110 kV. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu về quy hoạch mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo về giao thông, điện chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, thu gom chất thải rắn, thông tin liên lạc. Tiếp nối chương trình, xin chuyển đến quý khán giả thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo bản tin lúc 6 giờ sáng ngày 4 tháng 9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết, đến 6 giờ sáng ngày 13 tháng 9, Việt Nam ghi nhận không có ca mắc COVID-19 mới. Từ ngày 14 tháng 9, học sinh, học viên từ lớp 6 đến lớp 12 các trường phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Đà Nẵng sẽ đi học. Trẻ mầm non, học sinh các trường tiểu học, học viên các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, kỹ năng sống, dạy thêm, học thêm sẽ đi học từ ngày 21 tháng 9. Các trường đại học ngoài công lập thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chủ quản và phải bắt đầu từ ngày 14 tháng 9 trở đi.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các trường bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế như nước uống, thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên với tinh thần nghiêm túc, không chủ quan, buông lỏng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Còn trên thế giới, theo trang Worldometer, tính đến 13 tháng 9, thế giới đã ghi nhận hơn 28,9 triệu người mắc COVID-19, có hơn 924.000 người đã tử vong và hơn 20,8 triệu người hồi phục. Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID đến 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9 năm 2020. Trên thế giới, số người nhiễm 28.940.223 người, số ca tử vong 924.569 người, số ca chữa khỏi 20.807.121 người. Tại Việt Nam, số người nhiễm 1.060 người, số ca tử vong 35 người, số ca chữa khỏi 910 người. Tại Tây Ninh, số người nhiễm 7 người, số ca chữa khỏi 4 người. Hãy cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Cài đặt ứng dụng tại địa chỉ bluezone.gov.vn hoặc quét mã QR code trên màn hình TV khi xem truyền hình Tây Ninh hoặc kết nối trực tiếp đến địa chỉ ttv11.com.vn để cài đặt các ứng dụng Bluezone, nCoV và cập nhật tin tức tình hình dịch bệnh COVID-19. Mở ứng dụng, nhập số điện thoại, nhận mã OTP và nhập vào. Cho phép Bluezone truy cập các quyền cần thiết. Lưu ý, bật Bluetooth khi sử dụng Bluezone. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên iPhone khi không có hoặc quên tài khoản iCloud. Bước 1. Vào cài đặt, chọn iTunes và App Store. Chọn ID Apple đang có, chọn đăng xuất. Bước 2. Chọn đăng nhập. ID Apple bluezone.tn@gmail.com. Password bluezone123. Lưu ý, bluezone123 có chữ B viết hoa. Thưa quý khán giả, ngày 12 tháng 9, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Tây Ninh, Hội Phụ nữ Khối An ninh phối hợp cùng Chi đoàn Cơ quan tỉnh đoàn và Chi đoàn Giáo viên Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông TTC Tây Ninh tổ chức chương trình Nâng bước em đến trường dành cho các em học sinh người dân tộc Khmer tại Trường Tiểu học Tân Đông B, huyện Tân Châu. Tại chương trình, ngoài việc tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt tập thể dành cho các em học sinh, các đơn vị còn phối hợp tổ chức phiên chợ không đồng với các loại quần áo cũ, sách giáo khoa và các loại dụng cụ học tập để các em học sinh có thể thỏa thích lựa chọn. Ngoài ra, các đơn vị còn trao tặng 100 phần quà gồm cặp học sinh, đồng phục thể dục, tập trắng và một số loại dụng cụ học tập cho các em học sinh vượt khó học tốt của nhà trường. Tổng kinh phí các phần quà là trên 20 triệu đồng. Cùng ngày, các đơn vị cũng đã đến thăm, động viên tinh thần các cán bộ chiến sĩ thuộc đồn biên phòng Cà Tum và trao tặng 5 bộ đèn năng lượng mặt trời để các cán bộ chiến sĩ lắp đặt tại các chốt chống dịch COVID-19, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới. Ngày 12 tháng 9 năm 2020, Hội Khuyến học huyện Dương Minh Châu phối hợp với huyện đoàn tổ chức trao học bổng ươm mầm ước mơ cho 100 em học sinh ở cấp tiểu học, trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn vừa khó học tốt. Mỗi phần học bổng trị giá 1 triệu đồng, gồm giấy khen, tiền mặt và tập vở. Tổng kinh phí trao tặng học bổng là 100 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Hôn Việt Nam tài trợ. 38 tuổi, anh Nguyễn Thanh Liêm, ngụ ấp Bình Linh, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, đã 51 lần hiến máu tình nguyện cứu người. Anh Liêm hiện đang là một trong những gương mặt nổi bật nhiều lần được tuyên dương khen thưởng với nghĩa cử tình nguyện hiến máu nhân đạo. Anh Liêm chia sẻ nhiều lần chứng kiến những ca bệnh cấp cứu cần máu nhưng nguồn máu lại không đủ cung cấp. Anh Liêm đã đồng cảm và quyết định hiến máu của người. Bản thân 51 lần hiến máu và vận động hơn 100 đơn vị máu, anh Liêm được nhận nhiều bằng khen, giấy khen từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng nhiều cơ quan tổ chức khác khen thưởng. Và đặc biệt, anh Liêm từng được vinh danh về thành tích người hiến máu tiêu biểu cấp quốc gia. Thưa quý khán giả, tiếp theo bản tin trưa hôm nay là phần tin trong nước và tin thế giới với những tin chính sau. Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 30% cho các doanh nghiệp năm 2020 thay vì chỉ áp dụng với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Ngoài danh hiệu học sinh giỏi và tiên tiến, sẽ có thêm danh hiệu học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc vượt trội. Hà Nội siết chặt hoạt động đưa đón học sinh bằng ô tô.
Cảnh sát Pháp giải tán biểu tình tại Paris. Triển lãm tranh đầu tiên của robot họa sĩ. Thưa quý khán giả, do chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 bùng phát trở lại từ cuối tháng 7 vừa qua, hoạt động vận tải trong tháng 8 tiếp tục giảm mạnh. Theo đó, vận tải hành khách tháng 8 ước đạt 238 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 19,3% và luân chuyển 11,7 tỷ lượt khách luân chuyển, giảm 17,7% so với tháng trước đó. Tính chung 8 tháng đầu năm nay, vận tải hành khách đạt hơn 2.343 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 29,3% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 109,5 tỷ lượt khách luân chuyển, giảm 33,4%. Nếu xét theo ngành vận tải, trong 8 tháng vừa qua, tất cả các ngành đường đều giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong đó, vận tải hành khách đường bộ giảm 30,1% so với cùng kỳ. Tiếp đến là đường thủy nội địa, đường hàng không, đường biển, cuối cùng là đường sắt. Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính đề xuất Chính phủ trình Quốc hội giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 30% cho các doanh nghiệp năm 2020, thay vì chỉ áp dụng doanh nghiệp có tổng thu nhập năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Để kích cầu tiêu dùng đối với thuế giá trị gia tăng, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân đề xuất giảm mức thuế suất từ 10% xuống còn 5% để giảm chi phí cho người tiêu dùng nhằm kích cầu cho các ngành trong và ngay sau dịch. Về các chính sách tín dụng, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân đề xuất ngân hàng mở rộng hình thức vay tín chấp, tiếp tục ưu đãi lãi suất với các khoản vay đầu tư, giảm lãi suất các khoản vay hiện tại, khoanh nợ và giãn thời gian trả nợ. Doanh nghiệp du lịch và doanh nghiệp logistics mong muốn được áp dụng mức giá điện như ngành sản xuất thay vì giá điện dịch vụ như hiện nay, trong điều kiện ngành điện chưa ban hành khung giá điện mới, hỗ trợ doanh nghiệp chống chọi vượt qua đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, ngoài danh hiệu học sinh giỏi và tiên tiến, sẽ có thêm danh hiệu học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc vượt trội. Việc có thêm hình thức khen thưởng nhằm động viên khích lệ học sinh nỗ lực hơn trong học tập. Bổ sung hình thức đánh giá bằng nhận xét đối với tất cả các môn thay vì chỉ môn giáo dục công dân như hiện nay, hay bỏ điểm kiểm tra một tiết, đa dạng hóa hình thức kiểm tra đánh giá, trong đó kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua hỏi đáp, viết ngắn, thuyết trình là những điểm mới đáng lưu ý trong thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông vừa được Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành và sẽ được áp dụng từ ngày 10 tháng 11 tới đây. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các trường học sử dụng xe đưa đón học sinh không ký hợp đồng vận chuyển đối với đơn vị vận tải không đủ điều kiện, chấm dứt hợp đồng vận chuyển đối với phương tiện người lái xe ô tô không có đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời chấm dứt hợp đồng và phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các lái xe, chủ xe không tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông và trách nhiệm đã được xác định trong hợp đồng đưa đón học sinh bằng xe ô tô. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu thanh tra sở phối hợp với cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an thành phố Hà Nội và chính quyền các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong tổ chức và quản lý hoạt động vận tải, nhất là đối với hoạt động đưa đón học sinh với sự tham gia của hơn 1.600 ô tô. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đối mặt với nguy cơ dịch COVID-19 vẫn luôn rình rập, thành phố Hồ Chí Minh còn đang phải ngăn chặn nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm khác như sốt xuất huyết và bạch hầu. Do vậy, công tác phòng chống dịch bệnh đòi hỏi vai trò, trách nhiệm của cả cộng đồng, trong đó phương châm mỗi gia đình là một pháo đài phòng chống dịch đang được phát huy, như mô hình nhóm tự quản 5+1 tại quận Thủ Đức trong phóng sự sau đây. Đúng giờ hẹn, nhóm người trong các hộ gia đình này bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa, quét dọn rác, nước thải trước nhà và cả đường hẻm. Mỗi nhóm là một đoạn, nhiều nhóm thành cả tuyến đường. Mỗi ngày chỉ tầm 15 đến 20 phút cũng đủ giúp cả đường số 3, khu phố 4, phường Linh Trung, quận Thủ Đức sạch từ nhà ra ngõ. Vừa giúp đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa gắn kết tình làng nghĩa xóm. Thấy vui lắm, thành ra tổ kêu tôi là tôi cũng đi. Giờ trước sau gì cũng sạch hết, không có cái gì mà dơ rác rến gì hết. Giờ không có xài nước mà rễ chứa lại nữa, sợ lăng quăng á. Đây chính là mô hình nhóm tự quản 5+1 ra đời ở quận Thủ Đức từ năm 2019. 5 gia đình liền kề hình thành một nhóm tự quản và có một nhóm trưởng để tự vận động các thành viên trong nhóm giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng sốt xuất huyết.
Trong mùa dịch COVID-19, các nhóm tự quản thêm nhiệm vụ hỗ trợ, nhắc nhở nhau có biện pháp phòng tránh đại dịch toàn cầu. Khu phố 4 đã làm được là 18 nhóm, 117 hộ tham gia đến từng tổ. Tại vì bây giờ là không có hộ đông, từng tổ rồi mình tuyên truyền phòng chống dịch, phát tờ bướm cũng như là cách đeo khẩu trang rồi cách rửa tay. Mô hình 5+1 đã phát huy khả năng tự quản của người dân, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể ở địa phương để giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, kết hợp các hoạt động phòng chống dịch bệnh để bảo đảm an ninh, an toàn cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cả cộng đồng dân cư. Hơn 500 nhóm tự quản 5+1 đã ra đời, đã giúp nhiều địa bàn của quận Thủ Đức đổi thay từ cảnh quan, môi trường tới đời sống dân cư. Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 12 tháng 9, những người biểu tình áo vàng đã xuất đường tại thủ đô Paris của Pháp sau một thời gian tạm lắng vì đại dịch COVID-19. Cảnh sát Pháp đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông sau khi một số người có hành động quá khích. Một nhóm người biểu tình tại Paris đã không tuần hành theo lộ trình, đồng thời một số người quá khích đã đốt phá ô tô và các thùng rác. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ hơn 150 người sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Trước đó, cảnh sát Pháp đã kêu gọi người biểu tình tuân thủ quy định giãn cách xã hội. Paris hiện được coi là vùng đỏ về COVID-19 và áp đặt nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh, trong đó có bắt buộc đeo khẩu trang trên đường phố. Các cuộc biểu tình của phong trào áo vàng bắt đầu nổ ra tháng 11 năm 2018, sau khi công chúng giận dữ về kế hoạch tăng thuế nhiên liệu của chính phủ. Các cuộc biểu tình đã dẫn đến tình trạng bất ổn tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua tại thủ đô Paris, với các vụ đốt xe, đập phá nhà cửa, tấn công cảnh sát. Đồng nội tệ Rio của Iran đã giảm giá kỷ lục so với đồng đô la Mỹ trong ngày 12 tháng 9, khi được giao dịch với mức 262.000 Rio đổi 1 đô la Mỹ trên thị trường tiền tệ. Kể từ tháng 6 năm 2020 đến nay, trị giá của đồng nội tệ Iran đã giảm 30% trong bối cảnh các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ tác động đáng kể tới nền kinh tế của nước Cộng hòa Hồi giáo. Trong vòng hơn 2 năm qua, đồng nội tệ của Iran đã ghi nhận những biến động rất mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Iran. Các lệnh trừng phạt đã khiến xuất khẩu dầu mỏ Iran sụt giảm mạnh, ảnh hưởng nặng nề tới nguồn thu ngân sách của nước này. Tại thời điểm Tehran ký thỏa thuận hạt nhân hồi năm 2015 với các nhóm cường quốc thế giới, tỷ giá đồng Rio lúc đó là 32.000 Rio đổi 1 đô la Mỹ. Ngân hàng Trung ương Iran khẳng định chính phủ nước này đang cố gắng kiểm soát tình hình trên thị trường tiền tệ. Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Iran, các công ty của nước này thu được hơn 40 tỷ đô la Mỹ mỗi năm từ các sản phẩm phi dầu mỏ, song khoảng 50% nguồn thu này vẫn chưa được chuyển về nước. Cuối chương trình xin mời quý khán giả đến với thông tin khá thú vị. Thưa quý khán giả, óc sáng tạo, trí tưởng tượng được coi là những đặc điểm của con người mà robot không thể sao chép được. Nhưng giờ đây, một robot sử dụng trí tuệ nhân tạo có tên Aya đã có thể vẽ tranh, thậm chí là vừa tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật của riêng mình tại thủ đô London, Vương quốc Anh. Thoạt nhìn những bức họa bắt mắt này dường như là tác phẩm của một nghệ sĩ. Thế nhưng thực chất chúng đều được vẽ bằng thuật toán của một robot. Aya được đặt tên theo nhà toán học kiêm nhà khoa học máy tính người Anh, Aya Lovelace. Cô vừa khai trương triển lãm tranh đầu tiên của mình tại phòng tranh Anka Contest tại thủ đô London. Điều mà mọi người đều nhận ra là cô ấy có thể cầm chiếc bút trong tay và vẽ như một người họa sĩ thực thụ vậy. Chúng tôi hiện cũng đang phát triển thêm khả năng, ví dụ như chọn đúng loại bút vẽ cũng như là lấy đúng lượng màu vẽ. Chúng tôi muốn tiến xa hơn nữa, vượt qua những giới hạn về kỹ thuật. Chủ phòng tranh cũng là nhà sáng tạo robot Aya, ông Ayan Muller, cho biết Aya có thể vẽ được nhờ vào các camera trong nhãn cầu hai mắt và các thuật toán AI, do các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford phát triển. Những thuật toán này sẽ giúp tạo ra các cử động kết hợp của hai cánh tay, giúp Aya sáng tạo nghệ thuật. Nghệ thuật được tạo ra với sự trợ giúp của máy tính, sau đó được thể hiện về mặt vật chất thông qua những bức tranh sơn dầu truyền thống. Đó quả thật là một sự kết hợp tuyệt vời, kết nối lịch sử với công nghệ hiện đại của thế kỷ 21. Những bức tranh được vẽ bằng thuật toán AI có nghĩa mọi tác phẩm là duy nhất và sẽ không bị lặp lại. Ông Aidan Miller chia sẻ mô tả triển lãm này sẽ góp một tiếng nói mới cho thế giới nghệ thuật. Triển lãm sẽ mở cửa đón khách tham quan từ nay cho tới ngày 10 tháng 10. Quý khán giả thân mến, phần tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.
Kính mời quý khán giả xem lại các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh trên website tayninhtv.vn và trên fanpage YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Xin kính chào tạm biệt.